sau khi sát hại ông sói và anh Pika, bảy gà lại tiếp tục sát hại mèo Moon đi diệt khẩu, nhưng đâu thể nào một tay che trời mãi được. Cái chết của Pika đã nhanh chóng đến tay của A Chề Sơn Keo Lắc Kêu, nên cho dù có đổi bằng mạng sống của mình thì Tam Thế Tử cũng phải trở về tìm ra sự thật cái chết của người đại ca mà mình tôn kính. Một lần nữa giang hồ dậy sóng khi Tam Thế Tử đưa quân và tài sản từ Nha Trang về Sài Thành quyết tìm ra sự thật công lý. Kể từ đây Tam Thế Tử đã tìm ra rất nhiều nhân chứng, mèo Moon chưa chết và đã về vạch tội bảy gà. Quan trọng hơn hết là Louis, truyền nhân của ông sói, đã trả được thù cho cha mình. Tam Thế Tử cũng trả được thù cho anh Vi Cá và mong anh an nghỉ nơi chín suối. Hôm nay là 49 ngày của ông sói. Mình kiếm người đứng đầu xã đoàn để ổn định trật tự. Ngồi đi. Cha truyền con nói là phải đạo. Cậu nghĩ sao? Xin lỗi mọi người. Vị trí này tôi không thể ngồi được. Tuy tôi là con ruột, nhưng mà tôi khác cha tôi nhiều lắm. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện ở xã đoàn. Giả lại tôi đang học cao học ở nước ngoài, cho nên ngoài chuyện học ra tôi không quan tâm bất kỳ một chuyện nào khác. Thôi thì vậy, tôi xin nhường lại chức tân chủ tịch xã đoàn trẻ mới cho một trong những anh chị đang ngồi ở đây. Louis, anh suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không đùa được đâu. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Vậy cậu có quyết định để cái ghế này lại cho ai không? Dạ, bất kỳ ai có năng lực và kinh nghiệm đều có thể ngồi được mà, đúng không nội? Cung kính không bằng tuân lệnh. Nếu mà Lưu Y đã có lòng á, thì anh em chúng ta nên nghe theo, phải không? Hay à, tôi thấy là về cái phần mà kinh nghiệm và độ già cả á, tôi á là năm chùm rồi, không ai qua được tôi hết, có lúng không nào? Chú 12 à, không phải là chú vô xã đoàn trước tụi tôi là chú hơn tụi tôi đâu nha. Tre già măng mọc á, tre chú già rồi, để măng tụi tôi trẻ trẻ lên quản lý cho. Liên nói cái gì hả? Nhưng chỉ sợ là khi Long Râu lên nắm quyền xã đoàn mình sẽ bị lây cái nghiệp mà ế ẩm hoặc là phá sản như cái chợ rau của ảnh thôi. Nè, có nói vậy á? Vừa phải rồi chứ. Không phải anh cổ hủ gì, nhưng thân em là phụ nữ. Chưa kể em là một chị đại đứng đầu một cái khu massage như vậy, đối với em quá là ổn rồi đúng không? Những cái chuyện hệ trọng như vậy em xía vô làm cái gì? Anh không nghe Louis nói à? Chỉ cần ai đủ năng lực và kinh nghiệm thì cơ hội ai cũng như nhau cả. Nè, đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Bởi vì nếu không có phụ nữ thì anh chẳng có cơ hội tồn tại trên cuộc đời này đâu. Ăn nói cho cẩn thận một chút. Nên nhớ, ai vô đầu, ai vô sau, ai là anh và ai là em. Làm anh mà không để em út nể thì làm anh làm gì nữa. Xuống đi. Nó nể hay không thì cũng không đến lượt em phán xét đâu. Riêng thằng Long Râu này, thằng nào đụng thì trụng hết. Không phải cô là con gái duy nhất trong xã đoàn này, tôi nể cô đâu nha. Nếu không nể tôi thì anh làm gì? Cô thách tôi hả? Đánh tôi đi. Ông nội, chú 12, Louis, anh Tha Thu và anh Long Râu, chị Thập Tứ, mọi người vẫn khỏe chứ? Chào mọi người. Chào ông nội. Chỗ này là chỗ chú bác bàn chuyện, không phải chỗ cho tụi bay thể hiện. Biến! Tao nét, có ngày tét não nha mấy chú. Dạ, đâu có. Tại vô thấy mấy anh chị căng thẳng quá, tụi em muốn giỡn cho nó vui đó mà. Ai giỡn cái lầu của lì, ai giỡn à? Ba thằng bay bước vô bộ mặt là lầm lầm lì lì. Biết là rút súng bắn chết tụi tao rồi sao? Giống như phở đó, phải xạ chứ.
Im hết đi. Tao chết rồi phải không? Lo mà kiếm tân chủ tịch, ở đó mà gây lộn. Thưa mọi người, tôi xin được phép đề cử Tam Thái Tử lên làm tân chủ tịch xã đoàn Chợ Mới. Mọi người thấy thế nào? Cái gì vậy Louis? Để cho ba thằng nhóc này lên nắm quyền xã đoàn Chợ Mới sao được, vẫn chơi hả? Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Louis, đây là chuyện lớn, không có giỡn được đâu. Đúng, không giỡn chơi được. Nghĩ làm sao bây giờ xã đoàn Chợ Mới giao cho ba tụi bay à? Nè người đẹp, dù gì ba tụi tôi cũng là Tam Thái Tử Nha Trang, không phải tụi cốc nhái mà muốn nói gì thì nói. Nghe gì ghê vậy? Này mấy chú, nói về kinh nghiệm giang hồ thì mấy chú có nhắm có làm lại đàn anh đàn chị ở đây không mà mày đặt dấu ngực xưng tên hả? Cái chức danh Tam Thái Tử của tụi bay á chẳng qua lạng mai thôi. Tụi bay có thể khè ở đâu được, nhưng ở đây thì đừng có hòng. Ngộ thấy vậy, ba lị trở về Nha Trang đi, tìm sữa mẹ bà Pu đi. Cái xã đoàn Chợ Mới này không cần mấy lị nghe chưa? Ông vừa nói cái gì? Tao nói mày tìm sữa mẹ bà Pu đi. Cái gì? Ông kêu ai muốn sữa mẹ? Tụi mày làm cái gì vậy? Bỏ xuống xuống hết đi. Rốt. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi ông nội. Trước gì ảnh của ông sói chưa mất được bao lâu, bây giờ tụi bay muốn làm loạn phải không? Anh em xã đoàn với nhau, một bên chỉ súng, một bên chỉ dao. Loạn xã đoàn rồi hả? Đây là nơi linh thiêng của xã đoàn, hay là nơi để cho anh em thanh trần lẫn nhau? Xin lỗi ông nội cho tôi chen ngang. Tôi nói đâu phải là anh em xã đoàn của mình đâu. Tôi nói chỉ là khách không mời mà tới thôi mà. Ông nói cái gì? Anh Di Cá là đại ca của tụi tôi. Cho dù tụi tôi có như thế nào thì anh Di Cá mãi mãi vẫn là đại ca của tụi tôi. Như vậy Di Cá và xã đoàn vẫn ở trong lòng của tụi bay. Đúng vậy. Vậy một ngày là anh em, cả đời là anh em. Đúng vậy. Vậy nếu đúng như vậy, từ đây về sau tuyệt đối không chĩa súng vô xã đoàn, đó là bất kính. Cấm tụi bay chĩa súng vô anh em, đó là bất nghĩa. Bất kính, bất nhân, bất nghĩa. Trời không dung, đất không tha, biết chưa? Dạ ông nội. Cái chuyện tân chủ tịch xã đoàn Chợ Mới, tôi đã có quyết định. Chức vụ đó nên để trống một thời gian. Ngộ đồng ý với ý kiến của ông Lợi. Tất cả mọi người trong xã đoàn ai cũng tài năng hết, cho nên để vị trí đó trống đi. Ủa, nhưng mà từ nãy tới giờ họp sao không thấy Hoàng Hí Hưởng đâu hết? Cái chết của thằng Di Cá một phần cũng do bà gây ra. Chính vì vậy bà sợ Chợ Cá trả thù nên bà đi trốn rồi. Chuyện cũ cũng đã qua rồi. Dù gì bà Hoàng cũng là đại ca khu Chợ Tình, vậy mà giờ phải trốn chu trốn nhủi, tôi thấy tội nghiệp quá. Nếu mà như vậy, nhờ anh Tha Thu nhắn với bà là trốn thì trốn cho kỹ, đừng để ba thằng này thấy được là hết phim đó. Lại tạo né, lại thể hiện nữa rồi. Nè nhóc, muốn làm chuyện lớn thì phải từ từ bình tĩnh mà giải quyết, hiểu không? Mọi người cũng đã biết anh Di Cá là đại ca của tụi em. Anh chết oan. Lúc mà Bảy Gà với Hoàng Hí Hửng bắt tay nhau giết hại ông sói và anh Di Cá, bọn họ có từ từ không? Tại sao mọi người bắt tụi tôi từ từ? Ông sói á là đại ca của các anh chị, còn anh Di Cá là đại ca của tụi em. Mong mấy anh chị đừng nói như vậy, vì đây là thù chung mà. À,
Hoàng hí hửng, khi nào kiếm được thì tính sao. Vô thắp nhang. Lui, mới cúng 49 ngày xong, sao về sớm vậy? Ở lại cho mấy em về bữa đi chứ. Dù gì thì tôi cũng đã trả được thù cho ba tôi. Cảm ơn các anh đã dàn xếp ổn thỏa. Nếu không tôi cũng không biết làm sao mà trở về nước được nữa. Ổn sao được mà ổn. Bây giờ xã đoàn như rắn mất đầu. Rồi cái ghế tân chủ tịch bây giờ ai ngồi đây? Dù gì đó cũng là tâm huyết của ông sói. Lui nghĩ lại đi. Đồ má, Lui ở lại Việt Nam đi. Tôi dẫn Lui đi chơi. Ở Việt Nam còn nhiều thú vui lắm, Lui chưa có trải qua hết đâu. Lại chơi cho vui. Tôi biết các anh níu kéo tôi cũng chỉ vì chuyện của xã đoàn. Nhưng mà như tôi đã nói rồi đó, tôi không có hứng thú với chuyện giang hồ của ba tôi. Lúc ổng còn sống, cũng chính vì chuyện đó mà cha con tôi không hòa hợp. Cho nên là tôi sẽ giao hết chuyện xã đoàn cho các anh. Tôi không dính dáng tới nữa. Vậy đi. Rồi, giữ sức khỏe. Alo. Đại ca, đã tìm được tung tích của Hải Hưởng rồi.